đồng chí Phan Ngọc Hoài, chi ủy viên chi bộ Kinh Tế, công tác và trang thông tin phụ trách câu lạc bộ văn hóa thông tin chúng tôi, các đồng chí lãnh đạo cơ ủy chính quyền cho các đoàn thể chính trị xã hội địa phương, chúng tôi các cụ các ông các bà câu lạc bộ văn hóa văn nghệ đô an, chúng tôi các cụ các ông các bà thành viên hội văn hóa thông tin rất vinh dự. Trong không khí phấn khởi thường hôm nay, câu lạc bộ văn hóa thông tin long trọng tổ chức tổng kết công tác năm 20 và đề ra phương hướng sang năm mới. Thay mặt lãnh đạo chính quyền địa phương thông tin về dự hội nghị đầu tiên, cho phép tôi kính chúc sức khỏe các cô các ông các bà cùng toàn thể các vị khách quý trong hội nghị một lời chúc mừng sức khỏe hạnh phúc. Xin tiếp theo về qua một năm công tác hội các hoạt động được lãnh đạo các ủy chính quyền đánh giá và nhận thấy đây là một phong trào câu lạc bộ văn hóa đi lên không ngừng phát triển với nội bộ và giao lưu xã hội. Hôm nay được các cô các ông bà đưa văn hóa cơ bản đã về dự buổi tổng kết và mang lại những lời ca tiếng hát và những tình cảm đoàn kết gắn bó giữa đồng bạn về thôn nhà để cổ vũ động viên câu lạc bộ văn hóa thôn Kinh Đê cũng như toàn thể của thôn nhân dân thôn Kinh Đê. Chúng tôi không biết gì hơn nữa, xin trân trọng cảm ơn tất cả các cô con các bà trong các câu lạc bộ văn hóa đưa ra đã về ủng hộ và chia vui động viên để đưa ra thôn Kinh Đê chúng tôi có những cái gì được học tập thêm để cho ngành văn hóa của xa nhà được tiến lên không ngừng. Trước khi ngừng lời, xin kính chúc các cụ công tác và cùng toàn thể các cơ đồng bộ văn hóa mạnh khỏe hạnh phúc. Xin trân trọng và cảm ơn.